Xin kính chào quý vị và các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường Sau đây mà các bạn đón xem tử vi 12 con giáp thứ bảy ngày 15 tháng 5 năm 2021 Và theo âm lịch hôm nay là ngày mùng 4 tháng 4 năm Tân Sửu Ngày này là ngày quý hợi, tháng quý tỵ năm Tân Sửu Và ngày hôm nay là ngày hoàng đạo các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ quý sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Bính Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Mậu Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thanh Long, giờ Kỷ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Minh Đường, giờ Nhâm Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Quý Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Bảo Quang. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ nhâm tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc bạch hổ, giờ giáp dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc thiên lao, giờ ất mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc nguyên vũ, giờ đinh tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Cao Trần, giờ canh thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc thiên hình, giờ tân dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc chu tước vài ngũ hành ngũ hành niên mệnh đại hải thủy ngày quý hợi tức can chi tương đồng thuộc thủy và ngày hôm nay là ngày cát vài nạp âm đại hải thủy kỷ tuổi đinh tỵ ất tỵ ngày thuộc hành thủy khắc với hành hỏa đặc biệt là tuổi kỷ sửu đinh dậu kỷ mùi thuộc hành hỏa không sợ thủy Ngày hợi lục hợp với dần, tam hợp với mão và mùi thành mộc cục, xung với tỵ hình hợi, hại thân, phá dần và tuyệt ngọ. Vài tuổi xung khác trong ngày, tuổi đinh tỵ, ất tỵ, đinh mão, đinh dậu, tuổi xung trong tháng, tuổi đinh hợi, ất hợi, đinh mão. Vài các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao thiên phúc, Tốt mọi việc, sao địa tài, tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, sao dịch mã, tốt mọi việc, nhất là về xuất hành, sao kim đường hoàng đạo, tốt mọi việc, sao ngũ hợp, tốt mọi việc. Sao sáu trong ngày gồm có, sao nguyệt phá, sáu về xây dựng nhà cửa, sao thần cách, kỵ về tế tự, sao vãng vong, kỵ về xuất hành, cưới hỏi, cầu tài lộc, khởi công, động thổ và hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng đông nam và tài thần hướng tây bắc. Sau đây mà các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ bảy ngày 15 tháng 5 năm 2021 mà các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên mà các bạn đón xem từ vi tuổi Tý thứ bảy ngày 15 tháng 5 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ bảy này với bà tuổi Tý cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Tý đang có được báo hiệu bạn trải qua một ngày gặp được nhiều cơ hội để nắm lấy hạnh phúc trong tay. Với bạn tuổi Tý có được sự may mắn đến gần và bạn hãy nhìn ngay xung quanh mình, bạn cũng có thể thấy được tình yêu ở rất gần nữa. Có thể trước đó với bạn thủ tí không còn nhận ra được tình cảm của đối phương Nhưng hôm nay nhờ có được quý nhân tam hội xuất hiện dẫn dắt cho nên bản mệnh sẽ hiểu được những nỗi niềm thầm kín mà người ấy gửi trao qua từng hành động. Và trong cái vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Tý lại đã gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy cơ hội kiếm tiền của bạn cũng đang ở ngay trước mắt. Và với bạn không để cho mình nghỉ ngơi, bạn không muốn tài lộc vượt qua tay dù là ngày tay trái để kiếm thêm thu nhập cho bản thân mình. Vài từ vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim, tiền bạc được rụng rỉnh, không lo túng thiếu. Từ vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy, tình cảm có được sự thăng hoa, tình tìm được tình yêu tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh hỏa hãy lắng nghe tiếng gọi của trái tim tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ nên biết cách để tăng thêm thu nhập cho mình tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh mộc cần cân bằng cuộc sống của mình vài đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm Năm sao, con số may mắn số 3, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lục, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Thân, tuổi Tỵ. Từ vi tuổi Sửu, thứ bảy, ngày 15 tháng 5 năm 2021 xem tử vi ngày thứ bảy này với bạn tuổi sửu hoặc cho chúng ta thấy là với bạn tuổi sửu đang cảm thấy mình thực sự là may mắn khi có được chỗ dựa về tình cảm có một nơi để mình hướng về lúc thấy trong lòng trong tranh trống vắng ngày này với bạn tuổi sửu đã gặp được ngày sửu hỏi tương hội và bạn hãy thoải mái nói lên tiếng lòng của mình Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh, nhắc nhở bạn tuổi Sửu cần phải bình tĩnh khi giải quyết vấn đề, đừng có quá nóng vội mà khiến cho chính bản thân bạn gặp nhiều rắc rối, cơ hội ở ngay trước mắt đó nhưng nguy hiểm cũng cận kề ở đó. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Sửu lại đang có điểm báo nguy cơ mất tiền hao của khi cứ một mình một ý, chẳng chịu nghe theo ý kiến của bất cứ ai và bất chấp những lời khuyên can của mọi người làm theo điều mà mình cho là đúng. Chỉ tới cuối cùng thì bạn mới hối hận, lúc đó đã muộn mất rồi. Vài tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, tình duyên khởi sắc sẽ có được hạnh phúc, tử vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy tìm thấy tình yêu nhanh chóng, tử vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa có chấp có thể khiến cho bạn phải trả giá, tử vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ thận trọng kéo lại mất tiền hao của, tử vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc nên có được chính kiến của riêng mình. Vài đánh giá của bạn tuổi sửu trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 8, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi mão, tuổi hợi. Từ vi tuổi dần thứ bảy ngày 15 tháng 5 năm 2021 xem tử vi ngày thứ bảy này với bạn tuổi dần cho chúng ta thấy là với bạn tuổi dần đang trải qua một ngày sở hữu nhiều niềm hạnh phúc lớn lao và bạn thậm chí còn cảm thấy mình đang là người hạnh phúc nhất trên thế gian này. Bạn mệnh chẳng thế nào giấu được niềm vui ở trong đáy mắt mình ngày hôm nay nữa? Và ngày này với bạn tuổi dần lại đang gặp được ngày hội dần nhị hợp. Đây là cơ hội tốt để nhân duyên của bạn có được sự vượng sắc, đào hoa nở rộ, tình cảm thăng hoa. Nếu như bạn mệnh thầm thương trộm nhớ ai đó thì hãy bày tỏ tình cảm ngay với đối phương, đừng có để cho hạnh phúc vượt qua khỏi tầm tay mình. Và trong ngày này, đối với những ai đang quản độc thân thì cần phải mở rộng các mối quan hệ xã giao, đừng có để cho bản thân mình trốn mãi giữa bốn bức tường, bạn sẽ thấy rằng hạnh phúc vẫn luôn chờ đợi mình ở ngay phía trước đấy thôi. Về từ vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy, tình cảm hạnh phúc gia đình được đầm ấm từ vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa tìm thấy được niềm vui đơn giản từ vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ không mất nhiều thời gian cho những việc vô bổ từ vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc nên hiểu và thông cảm cho đối phương từ vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim cần phải nắm giữ hạnh phúc ngay khi có thể và đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 3, số 5, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi tuất, tuổi hợi. Từ vi tuổi Mão thứ bảy ngày 15 tháng 5 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ bảy này với bạn tuổi Mão cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Mão đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp, hợi Mão mùi phù trợ. Cho nên bạn tuổi Mão đang cảm thấy mình có chút cảm tình với đối phương và tình cảm ấy đang lớn dần theo năm tháng. Bạn tuổi Mão cũng có thể sẽ chuẩn bị hành động để biến chút tình cảm đó thành tình yêu nữa trong ngày này đối với các cặp đôi thì dần tìm lại được cảm giác cho những bụi ban đầu sự xa cách từ trước đó khiến cho bạn càng thêm quý trọng thời gian ở bên nhau và bạn hãy sẵn sàng bỏ hết thời gian cho ngày này để được ở bên người ấy và ngày này với bạn tuổi Mão lại đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn cần phải cẩn trọng, kéo lại bị kẻ tiểu nhân quấy phá, cản trở cho cuộc sống của mình, khiến cho tiền bạc trong tay bị tan biến trong chớp mắt vì bị kẻ xấu lợi dụng và lừa gạt. Vài từ vi tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, tiểu nhân cản trở bước đường tín thân. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, tiền bạc bị hao hụt dễ mắc phải sai lầm. Từ vi tuổi kỷ mão thuộc mệnh thổ, tình cảm gần gũi, dễ hiểu nhau hơn. Từ vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc, có nhiều thời gian cho gia đình và cho người thân. Từ vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim, biết cách trân trọng hạnh phúc mà mình đang có. Vài đánh giá của bạn tuổi mão trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 3, số 6, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu điên, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi hợi, tuổi mùi. tử vi tuổi thìn thứ bảy ngày 15 tháng 5 năm 2021 Xem tử vi ngày thứ bảy này với bạn tuổi thìn ạ cho chúng ta thấy là bà tuổi thìn đang có điểm báo trải qua một ngày gặp phải nhiều họa phá tài do kiếp tài gây ra bạn mệnh tuổi thìn cần phải tiết kiệm hơn chút đi bạn đang tốn quá nhiều tiền cho những thứ không thực sự cần thiết và với bà tuổi thìn bạn cần phải hiểu rằng về tình hình kinh tế vẫn đang rất khó khăn và có lúc khi cái việc kiếm tiền của bạn dễ dàng nhưng cũng có lúc dù là bạn cố gắng đến đâu thì tiền cũng chẳng về tay vì vậy bạn cần phải cẩn trọng để đề phòng trong tương lai nữa Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi thìn lại đang gặp ngày có thủy khác với thổ. Cái điều này cho thấy có thể bạn đang hiểu lầm ý tốt của đối phương. Người ta không hề muốn kiểm soát bạn quá mức đâu mà chỉ muốn quan tâm, lo lắng cho bạn mà thôi. Bạn đừng quá nội cáo mà làm cho mọi chuyện trở nên xấu đi. Về tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa, mâu thuẫn về tình cảm vì nhiều vấn đề phát sinh. Tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ, sẽ đánh mất đi tiền bạc vì chuyện không đáng. Tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc tiêu pha lãng phí cần phải biết tiết kiệm hơn từ vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim gia đình lục đục dễ sinh ra tranh cãi từ vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy tiền bạc đội nón ra đi Vài đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc. 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cá tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi dậu, tuổi thân. Từ vi tuổi tỵ thứ bảy ngày 15 tháng 5 năm 2021 xem tử vi ngày thứ bảy này với bà tuổi tỵ cho chúng ta thấy là với bà tuổi tỵ đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tỵ hợi cái điều này làm cho bạn đang cảm thấy bế tắc vì không tìm thấy được người mà mình yêu thương cảm xúc của bạn vẫn dừng lại ở một ngày hôm nay nhưng người mà bạn thầm thương thì đã đi quá xa rồi ngày này với bạn tuổi tỵ bạn cần phải nhanh chóng tỉnh ngộ lại đi bạn cần phải sống cho hiện tại sống cho tương lai vốn dĩ chẳng ai đứng mãi một chỗ chờ đợi ai người ấy đã cất bước ra đi rồi sao bạn còn cứ nãi lại làm gì và trong ngày này đối với các cặp vợ chồng, mâu thuẫn có thể nảy sinh bất cứ lúc nào khi mà đôi bên không chịu hiểu và thông cảm cho nhau. Ai cũng có những lúc mắc phải sai lầm, thay vì tức giận thì hãy bình tĩnh để chỉ ra cái sai cho đối phương hiểu vài tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa nên biết buông bỏ khi cần thiết tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ chuyện tình cảm có nhiều ngã rẽ tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc vận mệnh nằm trong chính bàn tay của bạn tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim trở nên đổ lợi cho số phận hãy tìm cách vượt qua tử vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy có nhiều chuyện cần phải có thời gian để trả lời Vài đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ bảy này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi giàu, tuổi xỉu, tuổi thân. từ vi tuổi ngọ thứ bảy ngày 15 tháng 5 năm 2021 vận trình ngày thứ bảy này với bà tuổi ngọ xem tử vi cho chúng ta thấy là với bà tuổi ngọ đang có điểm báo trải qua ngày này gặp phải nhiều khúc mắc trong mối quan hệ gia đình ngày này với bà tuổi ngọ đang gặp ngày có thủy họa xung khắc cái điều này làm cho bạn không thể nào dung hòa được cái tôi cá nhân cùng với những người khác trong gia đình bạn tuổi ngọ cần phải bình tĩnh để mình bình tâm lại chứ đừng có tranh cãi với mọi người chỉ vì quan điểm khác biệt nhau vốn dĩ thì ai cũng có quan điểm riêng chớ vì thế mà làm cho tình thân bị rạn nứt bạn nhé và ngày này đối với những bạn đang còn độc thân thì không cần phải cố gắng quá mức trong việc tìm kiếm tình yêu khi mà bản thân bạn chưa hề sẵn sàng để bước chân vào một mối quan hệ mới thì e rằng những nỗ lực hiện tại cũng chẳng thể nào thành công được. Vài tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim đừng có cố gắng quá sức trong khi bản thân bạn không muốn, tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy không tìm được tiếng nói chung, tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa nên bình tĩnh để không làm cho đối phương bị tổn thương. Vài tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ chớ làm khi còn đang nóng dần. Tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc có nhiều vấn đề chưa được giải quyết. Vài đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm, 3 sao, con số may mắn, số 5, số 9, giờ tốt, từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi mão, tuổi dần. Tử vi tuổi mùi thứ bảy ngày 15 tháng 5 năm 2021 vận trình ngày thứ bảy này với bà tuổi mùi xem tử vi cho thấy với bà tuổi mùi đang gặp được ngày cố ngũ hành tam hợp hợi mão mùi phù thợ cho nên bà tuổi mùi có thể sẽ gặp được quý nhân dẫn đường chỉ lối xe duyên cho bạn giúp cho bạn tìm được một nửa yêu thương và quý nhân sẽ khiến cho bạn thực sự tỏa sáng giữa đám đông bởi sức hút của chính bản thân mình với bạn tuổi mùi trong ngày này, bạn mệnh nếu như đã có đôi có cặp thì hãy trân trọng hạnh phúc mà mình đang có. Với sự mệt mỏi sau sức ép của công việc thì có thể khiến cho bạn cảm thấy nản lòng. Nhưng bạn hãy nhớ rằng mình luôn có chỗ dựa vững chắc ở phía sau rồi. Lại thêm, trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi mùi đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn với sự cố chấp có thể khiến cho bạn tuổi mùi mắc phải những sai lầm và phải trả giá đắt nữa Bạn mạnh tuổi mùi đi lầm đường lạc lối chẳng hề quan tâm tới những lời khuyên can của những người xung quanh, những người có kinh nghiệm Chính vì vậy mà bạn để cho mình mắc phải sai lầm vài tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim cần phải tỉnh táo để tránh mắc phải sai lầm tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy đừng có cho rằng lúc nào mình cũng đúng tử vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa cần phải hiểu rõ vấn đề để không phải hối hận tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ hãy mở lòng đón nhận tình yêu tử vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc có nhiều chuyện nên để thời gian giải quyết và đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ bảy này: Sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 3, số 8, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ tuổi Hợi, tuổi Mão, tuổi Ngọ. Từ Vi Tuổi Thân thứ bảy ngày 15 tháng 5 năm 2021 Xem tử vi ngày thứ bảy này với bạn tuổi thân á, cho chúng ta thấy là bạn tuổi thân đang ở trong giai đoạn khó khăn khi mà tình cảm của bạn có sự trong tranh, không có gì vững chắc để cho bạn thấy rằng mình có một chỗ dựa về nơi hậu phương vững chắc. Và trong ngày thứ bảy này với bạn tuổi thân có thể vì đang tự ti không tin vào sự hấp dẫn của chính bản thân mình. Cho nên khi đối phương tỏa ý muốn tiến tới để tìm hiểu bạn thì lại tự tụt vào lớp vỏ ốc không dám theo đuổi tình yêu nữa trong ngày này đối với các cặp vợ chồng thì dễ xảy ra sự tranh cãi vì những chuyện nhỏ nhặt không đáng nói có thể giữa hai bạn đang có khúc mắc đó nhưng chưa được giải quyết cho nên chỉ một cơn gió nhỏ cũng khiến cho đám lửa bùng cháy mạnh lên tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy hãy mạnh dạn theo đuổi tình yêu từ vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh hỏa đừng có chấp nhặt sau vì những chuyện nhỏ nhặt từ vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ không khí gia đình căng thẳng mệt mỏi tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh mộc có nhiều mâu thuẫn bất đồng nại sinh từ vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim cảm thấy mệt mỏi và chán nản. Vài đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ bảy này: Sự nghiệp 4 sao, Tài lộc 4 sao, Sức khỏe 4 sao, Tình cảm 3 sao, Con số may mắn: số 2, số 6, Giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, Màu sắc cát tường: màu trắng, màu vàng, Quý nhân phù trợ: tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Dậu thứ bảy ngày 15 tháng 5 năm 2021. Ngày thứ bảy này với bạn tuổi Dậu á, xem tử vi cho thấy là với bạn tuổi Dậu đang trải qua một ngày có được báo hiệu tiền bạc chẳng cần phải lo lắng, ít nhất là trong ngày hôm nay. Và đây là sự may mắn khi mà không phải ai cũng có được với bạn tuổi Dậu, bạn thực sự khiến cho mọi người ganh tị bên cạnh đó trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi dậu lại đang gặp được ngày của thực thần chiếu mệnh cái điều này sẽ mang tới cho bạn tuổi dậu có được nhiều cơ hội để kiếm tiền trong ngày và bạn có thể cần phải cố gắng để nắm bắt lấy thời cơ trở nên để cho mình lơ đáng mà tiền bạc trượt qua khỏi tay ngày này với bạn tuổi dậu lại đang gặp ngày có kim sinh xuất cho thủy dù may mắn về tài lộc nhưng bản mệnh lại kiếm may mắn về phương diện tình cảm người ấy không hiểu cho những nỗi vất vả mà bạn đang gánh ở trên vai còn trách cứ bạn vì không dành đủ thời gian cho người ấy nữa vài tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy con đường tài lộc có được sự khởi sắc có thể sẽ gặp khó khăn. Tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa cần phải biết cách để xoa dịu vấn đề. Tử vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ hãy lắng nghe tiếng gọi của trái tim. Tử vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc nên hiểu mình đang làm gì để có được đáp án. Tử vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim bình tĩnh để không làm cho mọi việc trở nên khó coi. Vài đánh giá của bạn tuổi giàu trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 7, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ tuổi xíu tuổi thìn. Từ vi tuổi tốt thứ bảy ngày 15 tháng 5 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ bảy này với bạn tuổi Tuất cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Tuất đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh, cái điều này khiến cho tài lộc trong túi của bạn đang có sự tiêu biến một cách nhanh chóng. Thói quen mua sắm thiếu kiểm soát sẽ khiến cho bạn nhìn thấy thứ gì cũng muốn mua trong khi bản thân bạn lại không thực sự cần. Những món đỏ không mấy cần thiết ấy chẳng những làm cho bạn hao tốn về tiền bạc mà còn chiếm nhiều không gian trong nhà nữa. Vì vậy với bạn tuổi tuất hãy chấn chỉnh lại bản thân thay đổi những thói quen xấu ấy ngay đi. Ngày này với bạn tuổi tuất cũng đang gặp ngày có thủy thổ mâu thuận với nhau, cảnh báo cho bạn về những nguy cơ rạn nứt trong mối quan hệ giữa bạn và người ấy. Dù bạn tuổi tuất không muốn phải nói nặng lời, nhưng cũng có những lúc bạn chẳng kiểm soát được lời nói của mình nữa. Vài tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa tiền bạc bị tổn hao dễ lâm cảnh túng thiếu. Tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ vợ chồng mâu thuẫn bất đồng vì nhiều chuyện. Tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc cần phải chi tiêu hợp lý hơn để tránh lãng phí. Tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim đừng có mua sắm những thứ không thực sự cần thiết. Tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy cần phải cân đối trong việc thu chi trong ngày. Về đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 5, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi dần, tuổi ngọ. Từ vi tuổi hỏi thứ bảy ngày 15 tháng 5 năm 2021 Vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi hỏi xem tử vi cho thấy với bà tuổi hỏi đang trải qua một ngày mong muốn mọi người hiểu được mình nhưng từ bạn lại đóng cửa trái tim không chịu chia sẻ tâm sự những điều mà mình đang suy nghĩ lo lắng với bất cứ ai dù cho mọi người vẫn quan tâm tới bạn Ngày này với bà tuổi hỏi, đang gặp ngày cố ngũ hành, hỏi hỏi tự hình, có thể những chuyện đã từng xảy ra khiến cho bạn cảm thấy sợ và một lần nữa mình lại bị tổn thương, sự mâu thuẫn diễn ra trong chính nội tâm của bạn, dẫn dắt bạn, dằn vặt bạn không biết nên làm như thế nào nữa với bạn tuổi hợi cần phải tự tin hơn với chính bản thân mình đừng có quá lo lắng chuyện gì rồi cũng sẽ qua bạn cần phải chấp nhận rằng niềm vui và nỗi buồn luôn song hành với nhau hãy cứ suy nghĩ tích cực lạc quan lên là được vài từ vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa đừng có cho rằng không nói gì là không có chuyện gì từ vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ cần phải tự tin làm điều mình cho là đúng từ vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc mâu thuẫn về tình cảm không đi đến đâu từ vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim hãy suy nghĩ lạc quan tích cực lên từ vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy đừng có tự bó buộc bản thân mình Vài đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi xíu, tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tích like comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.